Chuẩn bị xuất phát sáng ngày thứ tư. Hi. Các anh em đội an toàn đang đeo dây. Đây là cái trông ngầu nhỉ? Ngầu. Chuẩn bị bia để bức tường Việt Nam. Cái này đi từ đây ra đến cuối hang là phải đu lên bức tường Việt Nam, phải đeo dây bảo hiểm. Mà từ giờ đến đấy không có chỗ nào để dừng để đeo cả, nên phải đeo ngay từ trại. Ok. Trông kiểu đúng là rơi pèn cái. Đấy. Kéo cái áo lên, kéo cái áo lên. Đúng. Ôi giời. Kéo tiếp nữa. Đẹp mà, yên tâm. Đẹp mà, yên tâm. Rồi, quá đẹp. Cầm lên chi nắp. Một. Ngẩng lên tí nữa. Ngẩng lên tí nữa. Đúng. Chỉ đạo nghệ thuật Uy Linh. Hai. Ba. Nói ok. Yeah. Đi, rút của tôi nào. Ok. Bắt đầu lên đường. Đây là cái view như cái hồ chụp 2. Thì cái hồ chụp 2 có một cái khu đứng ở trong hang ấy. Thì họ đặt cái tên của cái hồ chụp này gọi là The Garden of Eden. Tại vì là ở hang Đía, hang cái hang mà hồi xưa mà trước khi Sơn Đông được phát hiện là hang lớn nhất thế giới. Thì nó khu rừng mà hướng ra cái cửa hang thì người Malaysia họ tự hào gọi là đó là khu vườn Đề Nang, The Garden of Eden. Sau này khi mà phát hiện ra cái hang Sơn Đông mà mình từ tính khẳng định là cái hang này nó lớn hơn cái hang Đía thì gặp mấy bạn chuyên gia hang đồng có một cái kiểu Việt Nam mình gọi là trốn đấy, mình gọi gọi cái hang này là ở từ khu rừng ở trong hang này gọi là khu rừng gọi là The Garden of Eden, Adam ấy. Adam. Thì Adam là tên của một cái loài phú mái ở Hà Lan. Sau khi rời khỏi hố sụt 2, đi một đoạn phức tạp thì bắt đầu đoạn này bằng phẳng hơn tí. Gọi là nhũ đá, và thường thì cái mắng đá luôn luôn là cái thân nhũ nó hình thành ở đầu tiên ở trong hang. Và nó có cái tỉ diện nó khá là lớn nhưng không có nhiều cái mắng đá ở dưới. Thì ra hang đồng thì họ đặt cái tên của cái khối thân nhũ này gọi là John Pollock. Pollock là dài. Hả? À, Pollock hả? Từ trên xuống như này thì gọi là nhũ đá, còn mọc từ dưới lên thì gọi là măng đá. Chỗ này điểm tối nhất ở trong hang, tắt đèn thì hoàn toàn đen xì xì đấy. Giờ bật đèn lên để nhìn này. Cái nhũ ở trên kia này không? Nhũ ở trên khe lên kìa, nâu. Đây, tắt đèn thì nó thành tối om om như này. Con này là bạch tạng à? Không có mắt à? Không có mắt. Đây là một con không có mắt nha. Nó đâu cần mắt chứ trong này tối mò mò đây. Yes. Đây lại một đoạn tôi làm dây. Bạn đen luôn đi. Wow. Thạch nhũ. Thạch nhũ thì nhũ măng thì nó mắc ở dưới lên và nhũ thì trên xuống, mà khi mà nó dính lại với nhau thì mình gọi là trụ hoặc là cột đá. Chỗ này là măng và thạch nhũ chạm vào nhau rồi. Tạo thành cái trụ rồi đây này. Còn bên này là cái măng này. Vân vị kỳ diệu. Giống như là cái cách thức mà con trai làm nó ngọc ấy. À, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái này thì khi mà nó có cái đồ lớn vừa phải thì nó sẽ nằm trong cái hố này. Đi qua bên phải. Nhìn sang trái. Đoạn này mấy trăm mét hả các anh? 700m là mình trèo như này. Ờ, cái thang này dựng từ năm bao nhiêu ạ? Cái 3 năm. Là thang này dựng từ năm 2019. À, lúc đầu cạn là thang xuống dưới đất luôn. Chú Vinh chụp không? Đi di động chụp cho. Bye bye anh Quốc Trung. Ngon rồi. Chụp pin tủ. Anh đang đối chạm. Chia sẻ là ai đây? Lên baby. Từ Pháp. Rồi, đẹp. Anh Long muốn dịch lên không? Ok. Nice. Ok.
trang leo trông như leo Everest. Từ dưới này bắt đầu lên đoạn thang, xong bắt đầu leo dây, đu dây lên bên kia, dốc từ 60 đến 80 độ, hãi thật. Vừa trượt chân. Vừa trượt chân trông hơi hãi. Đã trượt nữa rồi. Lại lạc bên kia rồi. Ôi, lại trượt con nữa rồi. Trang trượt khá nhiều. Trang qua được bạn đấy rồi. Đây là Chupi đang leo. That's me. Climb it. Nằm sợi dây này phải kéo căng đúng hơi lên ở đây. Đi lên. Climbing. Trong đường có sợi dây màu đen này nằm nữa. Chân rong rán tỉ đi gì thắng bác anh ấy. Sẽ đi kiểm lấy lại mình được dây qua chân qua đây là bự khóa tưỡng cho anh nắm cái dây này nhé. Đây à. Rồi. Rồi. Xin cảm ơn. Hello. Ổn. Hết rồi hả? Good. Đã chèn hết bức tường Việt Nam. Anh quay lưng em để 7 phút rưỡi. Trang nào? Anh thấy Trang trượt mấy lần nhìn hơi hãi. Anh nhìn thấy anh quay mà. Oh my god. Yeah, nhìn hơi hãi. Mông đập bẹp hết cả đá. Mông đấy, cái đặc trưng ở đâu? Cảm ơn anh. Bữa trưa đỉnh cao, mùi bánh mì nướng. Đúng nghĩa đen đỉnh cao luôn anh. Yeah, đây là phần thưởng cho chúng ta, phần thưởng cho những người đã vượt qua được bức tường Việt Nam. Chị cảm ơn anh. Đây ngon lắm anh ạ, cái bò sốt vang hay bò lagu gì ấy. Bò sốt vang, khoai tây. Khoai tây. Ăn với bánh mì nướng. Sọ, một con khỉ. Sọ khỉ hả? Skull. Oh wow. Một monkey. Đây là xương của một con sơn dương hóa thạch. Vậy là chúng tôi đã chui ra khỏi hang Sơn Đỏ, hang động lớn nhất thế giới. Bye bye. Hang đi thế là 2 lần rồi. Và bây giờ đi quay hang bao lần? Quay lại Sơn Đỏ nữa, đi 3 lần hang.
dạng rừng. Cuối cùng trước khi ra đến đường có xe đón. Đây là đường đi ra Sơn Đòn rồi đấy. Hết tour rồi, sắp hết tour rồi. Ở đâu mới được. Chuyến nghỉ dưỡng sắp hết. Yeah. Oh. Cảm ơn. Cảm ơn Adam. Cảm ơn Khoa. Tuyệt vời. We made it. Yeah. And you deserve it. You deserve it. Oh, congratulations. Thank you. Xin chúc mừng. Oh.